Tháng 10 năm 2022, Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Ba ngày sau, người đẹp sinh năm 2000 lên đường sang Indonesia tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Mặc dù được kỳ vọng đạt thành tích cao, nhưng Thiên Ân bất ngờ bị loại khỏi top 10 đầy tiếc nuối. Sự việc càng đẩy lên cao trào khi Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, ông Nawaz Isara Krisil đã có những lời lẽ miệt thị chê bai ngoại hình cô. Thiên Ân từng chia sẻ, tuy không chiến thắng nhưng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được người hâm mộ hết lòng ủng hộ. Sau cuộc thi, tên tuổi Thiên Ân càng được quan tâm. Cô liên tục góp mặt ở các sự kiện giải trí, trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu, đảm nhiệm vai trò vedette ở nhiều bộ sưu tập. Cô tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Gần một năm sau đăng quang, Thiên Ân được nhận xét ngày càng xinh đẹp cuốn hút. Sau chương trình Sau nhập ngũ, Thiên Ân có mối quan hệ thân thiết với Nhã Phương. Hồi tháng 3 vừa qua, người đẹp đăng tải loạt ảnh ghé thăm biệt thự của vợ chồng Nhã Phương Trường Giang. Đáng chú ý, diễn viên Phát La cũng có mặt. Gần đây, Phát La và Thiên Ân thường xuyên xuất hiện cùng nhau, cả hai đi xem phim, đi ăn chung với vợ chồng Trường Giang Nhã Phương. Điều này làm dấy lên tin đồn hai người đang hẹn hò. Hiện tại, người trong cuộc chưa có phát ngôn chính thức về nghi vấn của người hâm mộ.